Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của ATX Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nhà đầu tư về hệ thống lưu ký trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước khi có trung tâm lưu ký này, các nhà đầu tư sẽ làm việc trực tiếp với công ty phát hành thông qua một cái gọi sổ cổ đông. Nhưng do cái điều kiện phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, điều kiện nhu cầu của xã hội, vì vậy chính phủ thành lập ra trung tâm lưu ký và tắt là VSD. Khi xuất hiện trung tâm lưu ký VSD này, thì tất cả các giao dịch giữa nhà đầu tư, tức là cổ đông ấy, và những công ty phát hành sẽ làm việc với cả trung tâm lưu ký thông qua các thành viên, làm việc gián tiếp với trung tâm lưu ký thông qua các thành viên. Các thành viên của trung tâm lưu ký gồm các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại. Đó. Khi đó thì các công ty phát hành sẽ làm việc trực tiếp với các công ty chứng khoán để cấp phát mã chẳng hạn, để đăng ký lưu ký trên VSD. Thì khi đó các nhà đầu tư này sẽ đến trực tiếp với các công ty chứng khoán để lưu ký chứng khoán mình trên VSD. Khi lưu ký rồi thì họ có thể mua bán giao dịch thuận tiện hơn rất nhiều. VSD lúc đó sẽ lưu trữ thông tin của các cổ đông sở hữu, gồm thông tin sở hữu ạ. Và thứ hai là VSD sẽ hỗ trợ các cổ đông thực hiện các quyền cổ đông hay quyền trái chủ nếu như đối với trái phiếu. Các công ty chứng khoán thì sẽ là trung gian giữa công ty phát hành, nhà đầu tư và trung tâm lưu ký. Thứ hai, các thành viên lưu ký này, thành viên công ty chứng khoán này sẽ có nhiệm vụ là trung gian bù trừ chứng khoán. Ví dụ cổ đông A này bán cổ phiếu cho cổ đông B, thì giữa công ty chứng khoán này họ sẽ bù trừ chứng khoán cho nhau, và việc thanh toán sẽ được bù trừ qua một ngân hàng thương mại. A mua cổ phiếu thì A sẽ phải thanh toán tiền, và thanh toán tiền sẽ đi qua này. Thì hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về hệ thống lưu ký chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong một buổi tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.